Hello, xin chào quý vị và các bạn. Như quý vị đã biết, ở những video trước, tôi đã chia sẻ cùng quý vị 8 mẫu nến Nhật căn bản thường gặp trong J-Coin. Tiếp theo, ở video này tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị những mẫu nến, những biểu đồ nến đảo chiều. Thì ở đây có hai loại là đảo chiều tăng và đảo chiều giảm. Vì vậy, video này tôi cũng chia thành hai phần chính. Phần thứ nhất là những mẫu nến đảo chiều tăng. Phần thứ hai là những mẫu nến đảo chiều giảm. Trước khi đi vào nội dung chính của video, thì quý vị cũng cần lưu ý. Quý vị có thể sử dụng kết hợp biểu đồ nến này với lại volume giao dịch. Và để sử dụng hiệu quả nhất thì quý vị kết hợp với chính kinh nghiệm của quý vị. Và để cho dễ nhớ thì quý vị nên xem đi xem lại video. Quý vị xem đến cái biểu đồ nến nào thì quý vị nên dừng lại và quý vị có thể vào trực tiếp sàn Binance để quý vị tìm xem là có cái mẫu nến theo cái lý thuyết mà quý vị vừa xem không. Rồi quý vị sẽ đánh dấu nó vào. Thì đây là một cách vừa xem vừa thực hành rất chi là hiệu quả. Hơn nữa, quý vị cũng có thể vừa nghe lý thuyết vừa kiểm tra xem những mẫu nến đó nó có thực tế không, có chính xác không. Bởi vì không phải mẫu nến nào nó cũng chính xác 100% mà nó tùy từng thời gian, tùy từng hoàn cảnh cụ thể. Thế nên tôi luôn nhắc nhở quý vị rằng dù quý vị có sử dụng bất cứ một công cụ phân tích kỹ thuật nào thì quý vị nên sử dụng một cách linh hoạt để đạt hiệu quả tối ưu nhất. Rồi, thì ở đây quý vị để ý cái khung thời gian 15 phút, 1 giờ, 4 giờ, 1 ngày, 1 tuần và hơn nữa. Quý vị nên áp dụng đa khung thời gian. Và như quý vị thấy ở đây, một cây nến tiêu chuẩn có thân nến và dâu nến, hay còn gọi là bóng nến. Nến xanh là nến mở cửa. Giá mở cửa là giá thấp nhất trong cái phần thân nến. Và giá đóng cửa là cái giá cao nhất ở cái phần thân nến. Ngược lại, nến đỏ, giá mở cửa là cái giá cao nhất trong cái phần thân nến như quý vị thấy ở đây. Và giá đóng cửa của cây nến đỏ là giá thấp nhất trong cái phần thân nến của cái cây nến đỏ. Một cây nến có thể có bóng nến hoặc cũng có thể không có bóng nến. Quý vị chọn cái khung thời gian ở đây. Mỗi một khung thời gian là biểu thị cho một cây nến. Ví dụ ở đây tôi chọn khung thời gian là 1 giờ thì mỗi một cây nến này cứ sau 1 giờ thì nó lại mở một cái cây nến mới. Ví dụ tôi chọn khung thời gian là 15 phút thì cứ mỗi một cái cây nến này là 15 phút họ lại đóng. Và 15 phút, phút thứ 16 thì nó lại sang một cái cây nến khác. Tức là mỗi một cây nến trong cái khoảng thời gian 15 phút. Và tương tự như vậy, ví dụ tôi chọn khung thời gian là 4 giờ thì mỗi một cây nến nó trong khung thời gian 4 giờ. Rồi, bây giờ chúng ta cùng đi vào nội dung chính của video ngày hôm nay. Về cái phần thứ nhất là
các mô hình nến nhật đảo chiều tăng. Thì ở đây có 6 mô hình. Mô hình thứ nhất là mô hình nến búa hammer. Mô hình thứ hai là mô hình búa ngược inverted hammer. Mô hình thứ ba là mô hình nhấn chìm tăng. Mô hình thứ 4 là mô hình đường xuyên thấu tăng. Mô hình thứ 5 là mô hình sao mai. Mô hình thứ 6 là mô hình ba chàng lính trắng. Chúng ta cùng đi vào mô hình thứ nhất. Đó là mô hình cây búa hay còn gọi là hammer. Xuất hiện trong một xu hướng giảm trước đó và nó báo hiệu cho một sự đảo chiều tăng giá. Như hình ảnh ở đây, quý vị sẽ thấy mô hình cây búa được tạo ra khi giá mở cửa và giá đóng cửa gần như là bằng nhau. Thân nến rất chi là ngắn. Ngoài ra, phần bóng nến phía dưới dài gấp đôi hoặc gấp 3 phần thân nến. Khi mức giá mở cửa và giá đóng cửa bằng nhau, một cây nến búa hammer tăng giá được hình thành mạnh mẽ bởi vì thị trường có thể đẩy giá cao hơn giá mở cửa. Ngược lại, khi giá mở cửa và giá đóng cửa cao bằng nhau, mô hình hammer được coi là ít tăng, không thể quay trở lại mức giá mở cửa. Bóng nến dưới dài hơn, ngụ ý rằng thị trường đã thử nghiệm để tìm vùng hỗ trợ và khi tìm thấy khu vực hỗ trợ, giá bắt đầu được đẩy cao hơn, gần mức giá mở cửa. Do đó, xu hướng giảm giá đã bị từ chối. Thì ở đây, quý vị sẽ thấy, quý vị có thể chọn Trading View, rồi quý vị zoom to hoặc thu nhỏ màn hình lại. Quý vị sẽ thấy đây là một cây nến búa hammer. Giá mở cửa và giá đóng cửa gần như nằm bằng nhau. Dâu nến ở phía trên rất ngắn hoặc là không có. Dâu nến phía dưới dài gấp 2 hoặc 3 lần thân nến. Và cây nến hammer này xuất hiện trong một xu hướng giảm giá. Nó báo hiệu cho chúng ta rằng sau đó sẽ là một xu hướng điều chỉnh cũng như là tăng giá. Chúng ta cùng đi vào mô hình nến thứ hai báo hiệu cho một sự tăng giá. Đó là mô hình nến búa ngược hay còn gọi là inverted hammer. Sự hình thành nến inverted hammer xảy ra chủ yếu ở thời điểm sau cùng của một xu hướng giảm giá trước đó và có thể đóng vai trò như một sự dự báo rằng về một sự đảo ngược giá và tăng giá. Mô hình búa ngược được tạo ra khi giá mở cửa và giá đóng cửa gần như là bằng nhau. Ngoài ra, nó có một cái bóng nến phía bên trên rất dài và dài ít nhất gấp 2 lần phần thân nến. Sau một xu hướng giảm dài, sự hình thành của inverted hammer có nghĩa là thị trường tăng giá vì giá đang do dự di chuyển xuống dưới bằng cách tăng đáng kể trong ngày. Và bên đây là một cây nến búa inverted hammer. Bóng nến rất dài, thân nến, giá mở cửa và giá đóng cửa chênh lệch nhau rất ít. Bóng nến phía dưới rất ngắn hoặc là không có. Mô hình nến thứ ba báo hiệu cho một sự điều chỉnh tăng giá. Đó là mô hình nến nhấn chìm tăng. Mô hình nến nhấn chìm tăng là một mô hình đảo chiều tăng
thường xảy ra ở phần đáy của một xu hướng giảm giá trước đó. Đây là mô hình hai cây nến. Nến giảm giá màu đỏ là phiên mở bán trước. Nến tăng giá màu xanh là phiên mở bán sau. Phần thân nến của nến giảm giá trước thường nhỏ và có thể nằm gọn trong phần thân nến của cái cây nến màu xanh mở bán sau đó. Như hình ảnh ở đây, quý vị sẽ thấy đây là hai cây nến. Cây nến đỏ phiên thứ nhất có thể nằm gọn trong phần thân nến của cây nến màu xanh ở phiên thứ hai. Và nó xuất hiện trong một xu hướng trước đó là một cái xu hướng giảm giá. Thì sự xuất hiện của cái cặp nến này nó cho chúng ta một dự báo rằng sau đó thị trường có khả năng sẽ điều chỉnh và tăng giá. Mô hình nến thứ 4 báo hiệu sự đảo chiều tăng giá, đó là mô hình đường xuyên tăng. Mô hình đường xuyên tăng xem như một mô hình nến đảo chiều tăng giá, tương tự như mô hình nến nhấn chìm tăng. Ở đây có hai phần. Phiên 1, nến giảm giá màu đỏ. Phiên 2, nến tăng giá màu xanh. Mô hình đường xuyên tăng xảy ra khi một nến tăng giá vào phiên thứ 2 màu xanh đóng cửa với mức giá trên 50% của cái phiên trước đó. Thường có một khoảng cách đáng kể giữa giá đóng cửa của nến đầu tiên và giá mở cửa của cây nến thứ hai. Nó cho thấy sức mạnh mua vì giá được đẩy lên hoặc cao hơn mức giá trung bình của ngày hôm trước. Thì cái mô hình này chúng ta cũng ít gặp trong chơi coin. Mô hình nến thứ 5 báo hiệu sự đảo chiều tăng giá, đó là mô hình nến sao mai. Mô hình nến sao mai ở đây có 3 thành phần, hay còn gọi là 3 phiên. Ở phiên thứ nhất, nến màu đỏ thân dài. Phiên thứ hai có thể màu đỏ hoặc màu xanh, giá mở cửa và đóng cửa gần như là bằng nhau. Phiên thứ ba là một cây nến màu xanh thân dài. Vào phiên thứ nhất, xu hướng giảm giá thường tạo ra mức thấp mới. Ở phiên thứ hai, bắt đầu một khoảng cách giảm xuống. Tuy nhiên, giá không bị đẩy thấp hơn nhiều so với phiên thứ nhất. Nến phiên thứ hai khá nhỏ và có thể tăng, giảm hoặc là không tăng, không giảm. Ở phiên thứ ba, bắt đầu một khoảng cách tăng lên và thị trường có thể đẩy giá cao hơn nữa, loại bỏ những tổn thất của phiên thứ nhất. Và như hình ảnh ở đây, quý vị sẽ thấy đó, phiên thứ nhất màu đỏ thân dài, phiên thứ hai thân rất chi là ngắn, giá mở cửa và giá đóng cửa gần như là bằng nhau. Phiên thứ ba, một cây nến màu xanh thân dài, báo hiệu một xu hướng đảo chiều tăng giá.
mô hình nến thứ 6 báo hiệu sự đảo chiều tăng giá. Đó là mô hình ba chàng lính trắng. Mô hình ba chàng lính trắng xảy ra trong 3 phiên giao dịch, gồm các cây nến thân dài màu xanh liên tiếp xuất hiện cùng nhau với một bóng nến nhỏ. Giá mở cửa và giá đóng cửa của các cây nến đứng sau dần dần cao hơn cây nến của phiên hôm trước. Đó là một tín hiệu tăng giá rất mạnh xảy ra sau một xu hướng giảm trước đó và cho thấy một sự gia tăng ổn định của áp lực mua vào. Và như hình ảnh ở đây, quý vị sẽ thấy ba cây nến màu xanh xuất hiện liên tiếp. Trước đó là một cây nến màu đỏ thân dài. Trong một xu hướng trước đó là một xu hướng giảm thì nó sẽ cho ta một dự báo sau đó là một xu hướng tăng. Tiếp theo, chúng ta cùng đi vào phần thứ hai. Đó là các mô hình nến nhật đảo chiều báo hiệu sự giảm giá. Thì ở đây có 10 mô hình. Mô hình thứ nhất là mô hình người treo cổ, mô hình thứ hai là nến nhấn chìm giảm, mô hình thứ ba mô hình sao ôm, mô hình thứ bốn mô hình sao băng, mô hình thứ năm mô hình ba con quạ đen, mô hình thứ sáu mây đen che phủ, mô hình thứ bảy nến doji, mô hình thứ tám mô hình con xoay, mô hình thứ 9 là mô hình giảm giá 3 bước và mô hình thứ 10 là mô hình tăng giá 3 bước. Chúng ta cùng đi vào mô hình thứ nhất là mô hình nến người treo cổ hay còn gọi là Hanging Man báo hiệu một xu hướng giảm giá đi xuống. Sự hình thành của nến Hanging Man được xem như một dấu hiệu giảm giá. Mô hình này xảy ra chủ yếu ở đầu các xu hướng tăng trước đó và có thể đóng vai trò là một cảnh báo về khả năng đảo chiều giảm giá đi xuống. Mô hình người treo cổ được tạo ra khi giá mở cửa và giá đóng cửa gần như là bằng nhau. Ngoài ra, có một bóng nến dưới dài hơn, ít nhất là gấp đôi phần thân nến. Sau một xu hướng tăng dài, sự hình thành của mô hình nến người treo cổ giảm giá là vì giá đang do dự bằng cách giảm đáng kể trong phiên. Và như hình ảnh ở đây, quý vị sẽ thấy một cây nến người treo cổ xuất hiện trong một xu hướng tăng giá trước đó và nó báo hiệu một xu hướng đảo chiều đi xuống. Thứ hai là mô hình nến nhấn chìm báo hiệu sự điều chỉnh giảm giá. Ở mô hình này, chúng ta sẽ thấy hai cây nến ở phiên giao dịch thứ nhất là cây nến màu xanh, phiên giao dịch thứ hai là cây nến màu đỏ. Phần thân nến của phiên giao dịch thứ nhất có thể được chứa hoặc làm gọn trong phần thân nến của phiên giao dịch thứ hai. Thị trường tăng giá ở phiên giao dịch thứ hai, tuy nhiên giá không được đẩy cao trước khi bị đẩy xuống thấp hơn và bị đẩy xuống mức thấp hơn mức giá mở cửa, xem như một dấu hiệu báo hiệu cho một sự giảm giá sau đó. Và như ở đây, quý vị sẽ thấy đây là hai cây nến nhấn chìm. Phiên giao dịch phía trước, một cây nến màu xanh
sẽ nằm gọn trong phiên giao dịch thứ hai ở một cây nến màu đỏ. Mô hình thứ ba báo hiệu sự điều chỉnh giảm giá, đó là mô hình nến sao hôm. Mô hình nến sao hôm ở đây có 3 thành phần. Phiên thứ nhất, một cây nến xanh. Phiên thứ hai, có thể là một cây nến xanh hoặc cây nến đỏ. Phiên thứ ba là một cây nến đỏ giảm giá. Ở phiên thứ hai, bắt đầu một khoảng cách tăng lên. Tuy nhiên, giá không được đẩy cao so với phiên trước đó. Ở phiên thứ ba, bắt đầu một khoảng cách tín hiệu giảm, báo hiệu sự giảm giá. Và giá có thể bị đẩy xuống thấp hơn nữa. Và như ở đây, quý vị sẽ thấy mô hình thứ 4 báo hiệu sự điều chỉnh giảm giá, đó là mô hình nến sao băng, hay còn gọi là shooting star. Mô hình shooting star hình thành khi mức giá mở cửa và giá đóng cửa gần như là bằng nhau. Ngoài ra, phần bóng nến phía trên rất dài, thường dài gấp 2 lần, 3 lần so với phần thân nến. Phần bóng nến trên của nến sao băng ám chỉ rằng thị trường đã thử nghiệm để tìm ra vùng kháng cự và nguồn cung. Khi thị trường tìm thấy vùng kháng cự, giá của nó bắt đầu xuống thấp hơn và kết thúc ngày gần giá mở cửa. Thì ở đây, quý vị sẽ thấy một cây nến shooting star xuất hiện trong một xu hướng tăng giá trước đó, và nó cho ta một báo hiệu rằng khả năng thị trường điều chỉnh và đi xuống. Mô hình thứ 5 báo hiệu sự điều chỉnh giảm giá, đó là mô hình ba con quạ đen. Mô hình nến ba con quạ đen bao gồm ba cây nến dài đỏ liên tiếp xuất hiện với bóng nến ngắn. Mỗi ngày, mỗi phiên mở cửa của một cây nến ở mức giá tương tự như phiên hôm trước, nhưng áp lực bán đẩy giá càng ngày càng thấp so với phiên trước đó. Mô hình này là sự khởi đầu của một xu hướng giảm giá, vì người bán đã vượt qua người mua trong 3 phiên giao dịch liên tiếp. Mẫu nến thứ 6 báo hiệu sự điều chỉnh giảm giá, đó là mô hình mây đen che phủ. Mô hình mây đen che phủ có 2 phiên. Phiên tăng giá là phiên 1 màu xanh, phiên giảm giá phiên 2 màu đỏ, cả 2 phiên với một thân nến dài. Mô hình mây đen che phủ xảy ra khi một nến giảm giá trong phiên thứ hai đóng cửa ở cái mức giá dưới 50%.
của cái phiên giao dịch trước đó. Sự từ chối của khoảng cách lên là một dấu hiệu giảm giá, nhưng sự thoái lui về mức tăng của ngày hôm trước càng làm tăng thêm tâm lý giảm giá. Mô hình thứ 7 báo hiệu sự điều chỉnh giảm giá, đó là mô hình nến Doji. Mô hình nến Doji thường được tìm thấy ở phần đáy và phần đỉnh của một xu hướng, và do đó được coi là một dấu hiệu có thể đảo ngược hướng giá. Nhưng Doji cũng có thể được xem như là một mô hình tiếp tục. Doji được hình thành khi giá mở cửa và giá đóng cửa gần như là bằng nhau. Sau khi mở cửa, giá được đẩy cao hơn chỉ để giá bị từ chối và đẩy thấp hơn. Tuy nhiên, thị trường không thể giữ giá thấp hơn và sau đó đẩy giá trở lại bằng với giá mở cửa hoặc tương đương. Ở đây là một mô hình nến Doji xuất hiện trong một xu hướng tăng giá trước đó, và nó báo hiệu thị trường có khả năng đảo chiều và đi xuống. Giá mở cửa và giá đóng cửa của cây nến Doji bằng nhau hoặc chênh lệch rất ít, tức thân nến rất chi là nhỏ. Bóng nến ở phía trên và phía dưới thì dài gấp nhiều lần thân nến. Mô hình thứ 8 báo hiệu sự điều chỉnh giảm giá, đó là mô hình nến con xoay, hay còn gọi là spinning top. Mô hình spinning top có phần thân nến ngắn nằm giữa các bóng nến có chiều dài ngang bằng nhau. Mô hình này cho thấy sự thiếu quyết đoán trên thị trường, cho nên giá sẽ không thay đổi nhiều. Những người mua đẩy giá cao hơn, trong khi những người bán đẩy giá thấp xuống. Mô hình con xoay thường được hiểu là một giai đoạn hợp nhất hoặc nghỉ ngơi theo một xu hướng tăng hoặc giảm. Mô hình nến con xoay, quý vị nhìn nó giống như mô hình nến Doji, nhưng phần thân nến nó hơi dài hơn. Đây là một mô hình nến con xoay spinning top xuất hiện trong một xu hướng tăng trước đó, và nó cho ta một dự báo rằng khả năng thị trường có thể đi xuống và đảo chiều giảm giá. Mô hình thứ 9 báo hiệu sự đảo chiều giảm giá, đó là mô hình giảm giá 3 bước. Ở đây là 3 phiên giao dịch với 3 cây nến màu xanh liên tiếp xuất hiện, thân nến dài, bóng nến ngắn. Các mô hình hình thành 3 phương pháp được sử dụng để dự đoán sự tiếp tục của một xu hướng hiện tại, có thể là xu hướng tăng hoặc giảm. Mô hình giảm giá được gọi là mô hình giảm giá 3 bước và được hình thành từ một phần thân nến màu đỏ dài trước đó. Theo sau là 3 thân nến nhỏ màu xanh lá cây và một thân nến màu đỏ phía sau 3 cây nến. Những ngọn nến màu xanh lá cây có thể được chứa trong phạm vi của các thân nến màu đỏ. Mô hình này cho các nhà giao dịch thấy rằng những người mua không có đủ sức mạnh để đảo ngược xu hướng.
mô hình thứ 10 báo hiệu sự điều chỉnh giảm giá. Đó là mô hình tăng giá 3 bước. Mô hình tăng giá 3 bước là điều ngược lại của mô hình giảm giá 3 bước, được gọi là mô hình tăng giá 3 bước. Mô hình bao gồm 3 cây nến màu đỏ ngắn được kẹp trong phạm vi của 2 cây nến màu xanh dài. Mô hình tăng giá 3 bước này cho thấy một điều rằng mặc dù có một lực bán, áp lực bán lớn, người mua vẫn giữ quyền kiểm soát thị trường. Quý vị cần quan sát những cây nến tiếp theo sau để có thể đưa ra những dự đoán chính xác hơn. Trên đây là những mẫu nến căn bản quý vị có thể sẽ gặp trong chơi coin. Hy vọng qua bài viết này, quý vị sẽ có những thêm công cụ để áp dụng vào thị trường cryptocurrency. Và đến đây, tôi xin kết thúc video này. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và theo dõi kênh để cập nhật những video mới nhất.